Đọc tiêu đề của video này hẳn là anh em sẽ bảo mình mõm, xong kiểu gì cũng có ông nhảy vào bảo là ai hỏi mà bộ trưởng trả lời. Nhưng mà các bạn ơi, Rương Công Nghệ chưa bao giờ chém gió với các bạn mà không đưa ra những con số cụ thể. Ở thời điểm hiện tại khi mình làm video này cho các bạn xem thì cái bài kiểm chứng ốp iPhone 16 trên kênh Rương Công Nghệ của mình đã đạt 49.000 view. Trong khi đó, cái video mở hộp iPhone 16 xanh mồng két nó hấp dẫn như thế mà nó chỉ được có 31.000 view thôi. Thì chứng tỏ là năm nay cái lượng người quan tâm về những cái ốp iPhone mới nó rất là cao, đúng không? Thì thế nên là có video ngày hôm nay mình sẽ giải đáp cho mọi người là tại sao năm nay phụ kiện của iPhone, đặc biệt là ốp, lại được người ta quan tâm nhiều đến như vậy. Trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một lượt thích, chia sẻ và đăng ký kênh Vật Vờ Studio để không bỏ lỡ những video mới nhất. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung chính. Thì câu trả lời rất là đơn giản thôi. Tất cả mọi vấn đề đều xuất phát từ một cái phím vật lý mới mà Apple giới thiệu trong năm nay, đó chính là Camera Control, hay chúng ta còn gọi nó là nút chụp ảnh đi cho nó dân dã nhá. Đây hoàn toàn không phải là một cái nút bình thường các bạn ạ. Nó là tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu. Nó là định hình cho cả một cái dòng iPhone mới. Đấy là văn của mấy bạn mà là fan cuồng thì sẽ nói thế. Chứ còn thực tế thì nó là như thế này. Nó khác với cái phím Action Button. Nó là cái phím hành động này này. Cái phím Action Button này thì nó là một cái phím cứng. Thành ra là các bạn lắp ốp, các bạn che nó đi chả vấn đề gì. Bởi vì chúng ta nhấn hoặc là chúng ta giữ là có thể dùng được nó, đúng không? Riêng với Camera Control thì nó là một cái phím kết hợp giữa cả việc mọi người nhấn xuống và cả việc chúng ta cảm ứng nữa. Nó là một cái nút kết hợp hybrid. Thành ra là bắt buộc ngón tay của mọi người phải chạm vào nó thì mới có thể tương tác được. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn đã biết rõ câu trả lời rồi. Ốp iPhone mới năm nay được chia ra làm hai loại. Một loại là ốp che kín và loại thứ hai là ốp đục lỗ. Mình gọi dân dã thế nha, đấy là cách gọi của mình. Còn nếu như các bạn có những cách gọi mà nó pro hơn thì các bạn có thể chia sẻ phần comment phía bên dưới. Đầu tiên là cái ốp che kín thì mọi người có thể tham khảo lại video mình làm trên kênh Rương Công Nghệ, 49.000 view ấy, xem đi, hay lắm. Cái video đó thì mình đã giải đáp rất là kỹ rồi. Thì về cơ bản đây là cái ốp có thể che kín được Camera Control. Về mặt ưu điểm của nó thì có thể dễ dàng nhận thấy nhất là bằng một cách wibu nào đó nó che đi cái phím chụp hình, nhưng chúng ta vẫn có thể dùng được cái phím này một cách bình thường, rất nhanh, rất nhạy, rất mượt, không khác gì các bạn cầm trần cả. Cái ưu điểm thứ hai là ngoài cái phím Camera Control ra thì cái ốp đó nó có thể che được tất cả những cái nút khác và khiến cho bụi bẩn nó không thể lọt vào cái điện thoại của chúng ta được, rất là ok. Và cái thứ ba là cái ốp đấy cầm cũng khá là gọn, ôm tay và các phím bấm của nó thì cực kỳ là nảy luôn. Tuy nhiên đó chỉ là ba trong số rất là nhiều những cái nhược điểm của nó thôi. Nhược điểm lớn nhất có thể kể đến đó là rất là ít mẫu mã. Bây giờ các bạn cứ thử chạy bừa qua một cái cửa hàng bán đồ phụ kiện điện thoại bên ngoài đường Thái Hà hoặc là trên đường Giải Phóng ấy, mọi người sẽ không thể tìm thấy một cái ốp nào có kín mà dùng được Camera Control như thế cả. Thứ hai, đó là cái ốp che kín như thế này thì thực tế là mình mới chỉ nhìn thấy ở Apple Store thôi. Mình có hỏi các bạn nhân viên ở cửa hàng thì họ bảo là hiện tại mới chỉ có Apple làm được cái này. Mà thực tế là những hãng nào không mua bản quyền ốp che kín của Apple thì họ sẽ không làm. Đấy, có thế thôi. Có một vài những bạn khán giả khác cũng có comment bảo mình rằng là những bên thứ ba thì cũng đã có hãng làm được rồi, nhưng mà hãng nào làm được thì mình không biết, bởi mình chưa thấy. Đấy, nói chung là cái này nó khá là khó tìm. Tiếp đến là cái khả năng chống sốc các cạnh của cái kiểu ốp như thế này thì chưa chắc đã tốt bằng những thương hiệu bên thứ ba chuyên làm về những cái mẫu ốp chống sốc. Tiếp đến đó là cái nó cực kỳ dễ bám bẩn với cái loại ốp silicone màu như này nhá. Anh em nào đã dùng ốp chính hãng của nhà táo rồi thì các bạn sẽ biết rằng là sau một thời gian dùng ấy, nó bám bẩn lem nhem trông rất là kinh, đặc biệt là những cái ốp sáng màu như kiểu màu vàng hoặc là màu trắng chẳng hạn. Hai yếu tố cuối cùng có thể kể đến đó là với cái ốp che kín như thế này thì người ta sẽ không biết là các bạn đang dùng iPhone mới đâu. Đặc biệt là với những chiếc iPhone nào mà có màu titan tự nhiên thì trông nó không khác gì so với đời trước cả. Nó mất đi cái yếu tố là đời mới, đúng không ạ? Và cuối cùng đó là nó sẽ khiến cho chúng ta dùng Camera Control khó hơn, nghe hơi điêu, nhưng mà cụ thể như thế nào thì lát nữa mình sẽ giải thích nha. Đó là loại ốp đầu tiên, còn cái loại ốp thứ hai là ốp đục lỗ. Và cái ốp này thì mình nghĩ rằng là đa phần các bạn đang sử dụng iPhone 16 mới sẽ dùng loại ốp này. Và kể cả cá nhân mình cũng thế, mình cũng đang dùng nó luôn. Ở trong những cái video mình quay các bạn bên Sinh ý, thì mọi người sẽ thấy rằng là mình có giới thiệu cho các bạn một cái ốp đến từ Casetify. Đây, đây là cái ốp mà mình đã mang đi trong suốt cái chuyến đi công tác vừa rồi. Và mình thấy đây là một cái ốp khá là tốt. Và cụ thể cái loại ốp đục lỗ này nó như thế nào, ưu điểm và nhược điểm chung chung nhá. Thì cái ưu điểm lớn nhất ở đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái loại ốp đục lỗ này nó rất là dễ mua, dễ bán và đủ mọi phân khúc. Các bạn không mua những cái ốp mà nó mắc tiền thì các bạn có thể mua trên cái sàn thương mại điện tử cũng được, bán tràn lan đầy luôn. Thứ hai là ai cũng sẽ biết các bạn đang dùng một cái chiếc iPhone mới, bởi vì cái nút Camera Control nó lộ ra thế này cơ mà, đúng không?
Cái thứ ba, cái này quan trọng này, đó là các bạn sẽ dễ thao tác với camera control hơn. Các bạn cứ tưởng tượng là nếu như lắp ốp che kín thì nó sẽ không khác gì các bạn đang dùng trần một chiếc máy cả. Và cái phím camera control này, mọi người sẽ không thấy cái cảm giác của nó quá là rõ ràng, bởi vì nó không lồi lên mà nó nằm hoàn toàn là ngang với thân máy. Còn khi mà có một cái ốp đục lỗ như thế này, đây, mình lắp vào cho mọi người coi này. Đó, thì vô tình là cái ốp đục lỗ này của Casetify nó sẽ khoét ra một cái khoảng, nó bị lõm xuống vừa đủ để ngón tay của mình có thể chạm vào, và nó khiến cho mình không hề bị chạm nhầm. Ví dụ nhá, khi mình ngủ ban đêm, tay mình thò vào điện thoại chẳng hạn, thì chỉ cần sờ đúng cái lỗ này mình đã biết, à, nó là phím camera control. Và cái việc khoét rãnh như thế này nó sẽ vô tình tạo ra một cái cữ để làm gì? Khi tay mình chạm vào đây, mình trượt qua, trượt lại và thao tác các thứ nó sẽ chuẩn xác hơn rất là nhiều so với cái việc các bạn đang dùng cái ốp che kín. Còn về nhược điểm của cái ốp kiểu như thế này thì chúng ta có thể thấy rất rõ là nó bị hở ra cái phím camera control, thành ra là bụi bẩn cũng như là nước. Ví dụ tại bạn nào mà ra mồ hôi tay nhiều như mình thì khi các bạn thao tác ấy, cái mồ hôi tay của các bạn có thể bị dính vào cái nút camera control. Thực ra cái này thì mình nghĩ nó là sự đánh đổi chứ không phải là nhược điểm, bởi vì nó là điều hiển nhiên rồi, nó là vật lý rồi. Nó hở ra thì nó bám bẩn là cái chuyện tất yếu, đúng không ạ? Riêng về ốp Casetify, bởi vì mình đã dùng nó trong một thời gian rất dài từ trước khi mà có iPhone về, nên là mình cũng sẽ muốn chia sẻ cho các bạn nhiều hơn một chút những cái trải nghiệm của mình là nó tốt và nó ngon ở chỗ nào. Quay. Các bạn xác định luôn một điều, đấy là Casetify là một thương hiệu sản xuất ốp cao cấp, chứ không phải là những cái ốp mà nó không có tên tuổi mà các bạn có thể mua được dễ dàng ở trên các cái sàn thương mại điện tử hoặc là ở những cái cửa hàng bán phụ kiện bên ngoài. Cái thứ hai, đó là so với những cái bên khác ấy, thì mình thấy rằng Casetify, cái mẫu ốp của họ có phần trẻ trung và đa dạng hơn. Các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy những idol như kiểu là công chúa Rose của mình dùng một cái ốp Casetify. Không tin cứ lên Google mà xem, chứ mình đưa mặt công chúa lên đây thì bị YouTube đấm được vỡ mồm. Bên cạnh đó, mình tin chắc là rất nhiều ca sĩ, diễn viên, các cái idol khác dùng ốp Casetify cực kỳ nhiều. Bạn nào mà theo dõi Instagram của họ thì các bạn đều sẽ biết. Cái hay của Casetify ở đây mình thấy đó là họ có chia ra line up của các cái sản phẩm ốp nó rất là rõ ràng, để cho mọi người có thể mua tùy thuộc vào túi tiền cũng như là nhu cầu bảo vệ máy của các bạn. Tổng cộng chúng ta sẽ có đây là 6 loại, anh em có thể vào website của hãng để tham khảo. Ví dụ như là cái dòng mình đang dùng này thì nó có tên là Bounce và có 4 góc chống sốc ở đây, các bạn nhìn này. Đó, khi mà mọi người rơi điện thoại thì một trong bốn cái góc này nó sẽ tiếp đất, đúng không? Và kể cả khi mọi người có rơi thẳng như thế này chăng nữa thì cái phần bốn góc này nó nhô lên ý, nó cũng sẽ khiến cho cạnh của máy nó không bị đập thẳng vào đất, rất là hay luôn. Còn về cái ốp Bounce này thì nó sẽ chống chịu được ở khoảng cách là 6,5m, thì mình nghĩ là cái tầm này nó quá là cao rồi. Còn bạn nào mà thích cẩn thận hơn như bạn Huyền công ty mình ý, xác định là dùng máy 7 năm thay một lần, các bạn chơi hẳn cho mình ốp Ultra Bounce. Cái ốp này nhìn thì nó khá là to, nhưng mà đây cũng sẽ là một sự đánh đổi thôi, bởi vì khi chúng ta mà lắp ốp vào điện thoại thì nó sẽ chống chịu va đập một cách cực kỳ vượt trội với khoảng cách lên đến là 10m. Và cái ốp này nghe đâu đấy là cũng đạt chuẩn độ bền quân đội các thứ ấy, cực kỳ là uy tín luôn. Đây, thử cho các bạn xem luôn, nhìn nó hơi to đúng không, nhưng mà khi thả điện thoại xuống này không có vấn đề gì xảy ra. Và các bạn có thấy không, cái thiết kế khoảng hở ở giữa những cái phần cạnh ốp như thế này ấy, nó cũng sẽ giúp cho việc hấp thụ lực và phân tán lực nó tốt hơn khi mà có va đập xảy ra. Bên cạnh đó thì cái kiểu thiết kế như thế này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể lắp được những cái phụ kiện khác của Casetify. Nhất là khi mà anh em nào mà đi trekking này, anh em đi du lịch đúng không, thì các bạn sẽ cần cái ốp nó chắc chắn để chẳng may nó bị rơi vào đất đá các thứ thì cũng không vấn đề gì. Ngoài việc các bạn có thể đeo dọc thì với cái ốp như thế này các bạn hoàn toàn là có thể đeo ngang. Mình nghĩ rằng là trong điều kiện dùng hàng ngày thì các bạn có thể chọn dòng Bounce hoặc là dòng Impact là có thể đủ dùng rồi. Còn dòng Ultra Bounce này thì nó sẽ phù hợp dành cho những cái chuyến đi chơi, đi du lịch, đặc biệt là du lịch mạo hiểm. Ngoài ra một cái ưu điểm nữa đến từ những cái ốp của Casetify đó là phần cạnh viền của nó mang đến một khả năng bám dính rất tốt. Với những người mà ra mồ hôi tay nhiều như mình mà phải cầm một con máy vừa to lại còn vừa trơn như là iPhone 16 Pro Max thì đây là một cơn ác mộng luôn. Nhưng mà với cái ốp này thì mình cầm máy rất là chắc. Đây thực sự là một cứu cánh nhá. Bởi vì trong cái quá trình mà mình mới dùng iPhone 16 Pro Max ở bên Sing ấy thì mình hoàn toàn là không có cường lực, có mỗi ốp thôi, mà quả này rơi một phát là chắc là ngắc ngoài. Thế nên là khi mà đeo một cái ốp này mình cầm máy mình tự tin hơn hẳn các bạn ạ. Dùng một tay hay là dùng hai tay, thậm chí là cầm để chơi game đấy các bạn nhìn này. Cầm chơi game tự nhiên là có thêm cả cái phần tì tay này vào, thành ra cái cảm giác cầm thì nó càng trở nên chắc chắn hơn. Với những cái dòng ốp mỏng nhẹ hơn của Casetify thì sẽ có một chất liệu ở bên trong được bám vào phần viền ốp có tên là EcoShock. Chất liệu này ngoài việc là giúp cho cái ốp này nó bám vào điện thoại chắc hơn,
mà thực ra nó chắc thật. Bởi vì mỗi lần mình muốn tháo ra thì mình sẽ cần phải dùng khá là nhiều lực, thì nó còn giúp cho cái chiếc máy của chúng ta đỡ bị xước vào phần viền. Bởi vì như các bạn thấy, những cái ốp giá rẻ khác không có Eco Shock thì cái viền ấy rất là dễ bị xước sát và bị bong chóc. Mà sau một thời gian dùng, mình cũng thấy rằng là Casetify cũng khá là chăm chút với những cái chi tiết nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái phần đục lỗ của camera control thì các bạn thấy rằng là họ khoét hình bầu dục ấy trông rất là đẹp luôn. Và cái kiểu mà nó nhô lên một tí như thế này, nó sẽ giúp cho cái việc mà khi chẳng may nhá, nhỡ cái cạnh này nó bị đập xuống đâu đấy thì nó cũng sẽ không tiếp xúc trực tiếp với cả cái phím camera control của chúng ta, mặc dù cái phím này vẫn bị lộ ra ngoài, đúng không? Bên cạnh đó thì cả phần viền camera thì đây cũng là một cái thương hiệu của riêng Casetify rồi, là nó sẽ nhô lên rất là cao để bảo vệ cho cái phần cụm camera bên dưới, và sẽ có cái tên Casetify ở cái phần viền này mà rất nhiều bên nó cố tình làm nhái, nhưng mà chắc chắn là hàng real thì các bạn thấy là chữ họ in này rất là đẹp và cực kỳ là chỉn chu, lại còn in nó lõm xuống một tí đấy, trông hay phết đúng không? Với phần viền camera được nhô cao thì nó cũng sẽ giúp chúng ta bảo vệ cái camera nó tốt hơn. Nói chung là cái này nó cover khá là toàn diện rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có một cái tùy chọn là ring stand ở phần viền camera này để có thể tách nó ra và biến nó trở thành một kickstand, ví dụ như khi các bạn đặt điện thoại lên mặt bàn các bạn xem video chẳng hạn. Cái điểm duy nhất khiến cho mình cảm thấy hơi khó khăn trong suốt thời gian vừa qua dùng ốp Casetify đó là vì cái viền của nó bám quá dính các bạn ạ. Thành ra là khi mình mặc những cái quần nó hơi bó bó một tí, ví dụ như là quần ống côn hay là quần jeans hoặc là quần tây chẳng hạn, thì khi các bạn nhét cái ốp này vào túi này, nó sẽ hơi dít. Mình nghĩ rằng đây nó lại là một cái sự đánh đổi nữa thôi, bởi vì cơ bản là chúng ta dùng điện thoại thì chúng ta dùng bằng tay chứ không phải là dùng bằng đùi. Thế nên cái quan trọng nhất nó vẫn là cái cảm giác cầm nắm, nó phải thực sự là chắc chắn khi mà các bạn sử dụng như này này. Đó, nên là mình nghĩ rằng là cái việc nó đút vào túi nó hơi khó một tí thì thôi cũng có thể chấp nhận được. Cũng sẽ có một vài bạn có thể chê rằng là cái ốp này hơi to, nhưng mà mình cho rằng là để có thể kết hợp giữa cả tính thẩm mỹ thời trang và khả năng chống chịu va đập, bảo vệ máy tốt thì cái ốp như thế này nó là hợp lý rồi. Bởi vì một cái ốp nó chỉ đẹp thôi, nó sẽ không có tác dụng gì cả nếu như mà các bạn làm rơi máy như thế này mà nó bị vỡ mặt lưng, rồi là vỡ camera, vỡ cái mặt trước, thì ốp đẹp cũng không để làm gì cả. Thì Casetify nó sẽ dung hòa được cả hai yếu tố này cho chúng ta. Ngoài ra thì các bạn sẽ có thêm rất nhiều những cái tùy chọn để chúng ta có thể tùy biến cho ốp Casetify. Và cá nhân mình, cái thời gian mà dùng iPhone 15 Pro Max ấy, mình cũng dùng hai cái ốp Casetify dòng Impact và mình cảm thấy cực kỳ là hài lòng. Mặc dù là nó không có bốn cái góc để chống chịu va đập như thế này, nhưng mà vì là vẫn giữ được những cái ưu điểm, ví dụ như là chúng ta sẽ có cái vị trí để có thể treo móc khóa này, hay là có cả cái phần viền mà nó bám dính rất là tốt như thế này nữa, nên là mình dùng cái đấy mình thấy là nó cực kỳ là hài lòng. Ở đây thì mình cũng có luôn một cái bộ dây đeo. Đây là cái bộ dây đi kèm theo ốp này. Và nếu như mà để so sánh với cả cái dây mình mua giá rẻ rẻ ở trên mạng ấy, thì chắc chắn là cái dây Casetify này nó là một trời một vực luôn. Các bạn nhìn cái khóa này, khóa này là khóa kim loại nhá, và có tên dập nổi Casetify rất rõ, và đảm bảo là cái sự chắc chắn của cái dây này nó phải gọi là cực kỳ là cao rồi. Cái dây này ngoài việc là mọi người có thể đeo dọc hoặc là đeo ngang giống kiểu hình cái túi ấy, thì Casetify cũng có bán luôn một cái phụ kiện là dây để đeo tay, cực kỳ thú vị. Ví dụ như các bạn nào mà cần phải chụp hình, các bạn thò tay ra khỏi cửa sổ chẳng hạn, thì cái dây đeo tay này vô cùng là thích hợp luôn. Bình thường thì mình nghĩ là chúng ta không cần thiết phải sử dụng những cái bộ dây này đâu, trừ những bạn gái nào mà ngựa tí thôi. Nhưng mà khi đi du lịch thì cái này cực kỳ là tiện, bởi vì các bạn có thể đeo vào cổ hoặc là cạp quần để có thể lôi ra chụp hình các thứ ấy, nó rất là rảnh tay. Bên cạnh đó thì mọi người cũng có thể mua dây lẻ và lắp vào bất kỳ cái chiếc ốp Casetify nào mà các bạn muốn nhé. Bởi vì khi mà mua dây thì chúng ta sẽ có một cái tấm khóa nhỏ nhỏ như thế này. Các bạn có thể lắp cái tấm khóa này vào trong bất kỳ cái ốp nào đó, để mọi người có thể đeo cái chiếc điện thoại của chúng ta lên. Và kể cả cái tấm nhỏ nhỏ này của Casetify thôi, mình so sánh luôn cho các bạn với cả một cái rẻ rẻ mua trên mạng, thì nó cũng cho thấy là cái chất lượng của sản phẩm này nó cao như thế nào rồi. Đấy, các bạn thấy không, có mỗi tạo ra cái phím cứng mới thôi mà bao nhiêu vấn đề đi kèm. Nhiều người thì cứ bảo là Apple tạo ra vấn đề rồi là bán giải pháp. Thực ra thì mình nghĩ cũng không hẳn, bởi vì là nếu như Apple có không làm những cái ốp đó thì các hãng bên thứ ba họ cũng làm thôi. Mà về cơ bản thì chúng ta cũng mua ốp ở các hãng bên thứ ba, chứ cũng không mấy khi mua hàng chính hãng của Apple cả, đúng không? Thẳng ra ốp của Apple xấu bỏ bố ấy. Thế thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Và những cái mẫu ốp của Casetify mình giới thiệu cho các bạn thì các bạn có cảm thấy hứng thú với nó hay không? Thì có thể để lại ý kiến ở phần bình luận phía bên dưới. Đừng quên là Casetify còn có thêm rất là nhiều những cái sản phẩm khác đi kèm, không chỉ có mỗi ốp, mà chúng ta còn có cả cái kính che camera này, hoặc là chúng ta có đây là cả cái kính cường lực nữa, cũng rất là tốt dành cho những sản phẩm iPhone mới. Thì mọi người có thể truy cập vào website của Casetify để biết thêm những thông tin chi tiết khác nha. Nếu như muốn sở hữu các sản phẩm đến từ Casetify thì các bạn nhớ gõ cái mã là 10 vật vờ studio để được giảm 10% khi mua ốp, và họ sẵn sàng free ship toàn cầu dành cho mọi người luôn, ở bất kỳ vị trí nào các bạn cũng có thể nhận được hàng. Và ý kiến của các bạn vấn đề này như thế nào, hãy để lại phần bình luận phía bên dưới để cho mình được biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở trong những video lần sau. Làm phát nữa chứ. iPhone thật nha, không mọi người bảo điêu.